Qua tuổi trung niên, tâm an chính là phúc khí lớn nhất đời người, ngay cả khi ít tiền hoặc rất nhiều tiền. Có rất nhiều người cả đời đều truy cầu hạnh phúc. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng, nếu tôi có nhiều tiền hơn, nếu mọi người quan tâm tới tôi một chút, hoặc nếu tôi gầy đi, thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng có một bí mật, bây giờ bạn có thể hạnh phúc. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bạn có thể lựa chọn hạnh phúc vui vẻ, và trong đa số các trường hợp, ngoài bạn ra thì không có ai có thể ngăn cản bạn cảm thấy hạnh phúc được cả. Thực tế thì hạnh phúc không đến từ tiền bạc, không đến từ ngoại hình hoàn hảo, thậm chí cũng không đến từ những mối quan hệ đẹp đẽ. Hạnh phúc đến từ nội tâm. Đây chính là lý do vì sao nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc vui vẻ, đầu tiên bạn cần phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Bạn có thể học cách khiến bản thân hạnh phúc, giống như học những kỹ năng khác vậy. Những người hạnh phúc luôn tuân theo những thói quen cuộc sống, có thể tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng. Bạn có thể học cách sử dụng những thói quen này để có được hạnh phúc. Dưới đây là 20 thói quen giúp nâng cao chất lượng sống, tăng cảm giác hạnh phúc. 1. Xóa bỏ hận thù. Tha thứ và quên đi là điều thiết yếu để đạt được một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì cứ giữ lấy oán hận thì có nghĩa là bạn vẫn nắm chặt phẫn nộ, đau thương và những cảm xúc tiêu cực khác ngăn cản bạn chạm đến niềm vui. Buông bỏ hận thù có thể giúp bạn thoát khỏi tiêu cực, dành không gian để nhận lấy những cảm xúc tích cực. 2. Đối xử tốt với mọi người. Sự lương thiện không chỉ có thể lan truyền mà còn có thể khiến bạn vui vẻ hơn. Khi bạn đối xử tốt với người khác, trong đầu của bạn sẽ sinh ra hormone tự cảm thấy hạnh phúc và chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Bạn cũng có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác để mọi người xung quanh đều có cảm nhận tích cực. 3. Xem trở ngại là cơ hội. Mỗi khi bạn đối diện với một trở ngại, hãy xem chúng là thử thách hoặc cơ hội mới thay đổi cuộc sống tốt hơn. Hãy xóa đi chữ trở ngại ra khỏi đầu của bạn. 4. Bày tỏ sự biết ơn đối với những gì mình đang có. Những ai biết ơn những gì mình đang có thể đối diện với áp lực tốt hơn, có nhiều cảm xúc tích cực hơn cũng như có thể thực hiện mục tiêu tốt hơn. Hãy điều khiển sức mạnh tích cực của lòng biết ơn. Cách tốt nhất chính là duy trì lòng biết ơn. Bạn có thể ghi lại những việc khiến bạn biết ơn mỗi ngày. Nghiên cứu đã chứng minh, làm như vậy có thể khiến con người ta vui vẻ, lạc quan hơn, sức khỏe cũng sẽ tốt hơn. 5. Dám ước mơ. Bước đến phía trước, dám mơ ước, bạn sẽ dễ thực hiện mục tiêu của mình hơn. Thay vì hạn chế bản thân, chi bằng hãy dám mơ ước. Như vậy chính là bạn đang hướng tâm hồn mình theo hướng lạc quan, tích cực hơn. 6. Không phiền não vì những việc vặt vãnh. Nếu những việc mà bạn tức giận qua một năm, một tháng, một tuần hoặc một ngày sau này sẽ không còn quan trọng nữa, vậy thì vì sao bạn cứ phải phiền não? Những người hạnh phúc biết cách làm thế nào để bỏ đi những sự phiền não vặt vãnh trong đời. 7. Không bàn luận đúng sai. Bàn luận người ta đúng hay sai giống như đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc này sẽ dính lấy bạn và khó có thể dứt bỏ được. Ngược lại, nếu chỉ dùng những lời tích cực, tốt đẹp để nói về người khác có thể thúc đẩy tư duy đúng đắn trong cuộc sống của bạn. 8. Tránh trách móc người khác. Người hạnh phúc vui vẻ đều sẽ chịu trách nhiệm đối với sai lầm của bản thân, xem thất bại là cơ hội để thay đổi chứ không đi trách móc hay đổ lỗi cho người khác.
9. Sống trong hiện tại. Hãy để bản thân sống rõ ràng thực tại trong những việc đang làm ở hiện tại, tập trung vào giây phút này. Tránh lúc nào cũng hồi tưởng lại những quá khứ đau buồn hoặc lo lắng về tương lai. Bởi ngày hôm qua, nó qua rồi và ngày mai nó chưa đến. 10. Mỗi ngày thức dậy vào một giờ nhất định. Việc mỗi ngày thức dậy vào một giờ nhất định, sớm một chút càng tốt, rất có lợi ích đối với việc điều chỉnh nhịp sinh học, cảm giác có sức sống hơn. Ngoài ra, mỗi ngày thức dậy sớm cũng là thói quen thường nhật được nhiều người thành công chia sẻ. Thức dậy sớm sẽ nâng cao hiệu suất làm việc và khả năng tập trung. 11. Đừng so sánh với người khác. Mỗi cuộc đời đều là những bản nhạc hay riêng biệt, vì vậy không cần thông qua việc so sánh với những người xung quanh để cân đo đong đếm giá trị của bản thân. Hãy đo lường sự thành công của bạn dựa trên sự tiến bộ của bản thân chứ không phải với sự thành công của người khác. 12. Chơi với những người tích cực. Chơi với những người bạn lạc quan, bạn sẽ được vây quanh bởi năng lượng tích cực, từ đó bạn cũng sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn. 13. Dành thời gian để lắng nghe. Việc lắng nghe có thể giúp bạn tiếp thu trí tuệ của người khác để bạn trầm tĩnh lại. Lắng nghe cũng sẽ khiến bạn có cảm giác thỏa mãn, giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. 14. Xây dựng các mối quan hệ. Những mối quan hệ tích cực là một yếu tố quan trọng cho sự hạnh phúc. Vì vậy, cần phải dành thời gian cho bạn bè, người thân và nửa kia của bạn. 15. Đừng truy cầu sự khen ngợi của người khác. Lấy ý kiến của người khác đương nhiên là tốt, nhưng những người hạnh phúc, vui vẻ, trung thành với lòng mình. Đừng để bản thân đắm chìm trong khao khát được người khác thừa nhận. 16. Thiền định. Việc thiền định có thể giúp bạn giữ tập trung, thư giãn thần kinh, làm cho lòng bạn an yên. Nghiên cứu cho thấy, thiền định thậm chí còn có thể khiến não người có những sự thay đổi làm tăng cảm giác hạnh phúc. 17. Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Dù là thời gian ngắn hay dài, những gì bạn ăn đều trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc và tinh thần của bạn. Thói quen ăn uống lành mạnh có thể khiến cơ thể bạn ở trong trạng thái tập trung, nhẹ nhàng và vui vẻ. 18. Sống gọn gàng sạch sẽ. Sự lộn xộn sẽ làm phân tán tinh thần của con người, thay vào đó là cảm xúc hỗn loạn. Sự lộn xộn cũng thường dẫn đến lo lắng, chán nản, không tập trung. Vì vậy, bạn nên tránh để nơi ở và văn phòng lộn xộn. Có rất nhiều thứ không chỉ chiếm không gian mà còn chiếm luôn tâm trí của bạn. 19. Chân thành. Mỗi khi nói dối, áp lực tâm lý đều sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu người khác phát hiện bạn là người nói dối, sự tin tưởng và danh dự cá nhân cũng như các mối quan hệ của bạn đều sẽ bị tổn hại. Còn sự chân thành thì sẽ giúp cho tâm lý bạn khỏe mạnh hơn, xây dựng niềm tin giữa bạn và mọi người. 20. Tiếp thu ý kiến. Cuộc sống của bạn sẽ không hoàn hảo, điều này là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Những người vui vẻ học cách chấp nhận những ý kiến trong cuộc sống, cải thiện bản thân. Kỳ thực, hạnh phúc không có quan hệ trực tiếp gì với những cái gọi là danh vọng, tiền tài, thành công. Mà trải qua phân tích nghiên cứu và chắt lọc ý kiến trong hơn 75 năm, nghiên cứu của trường Đại học Harvard đã nói với chúng ta rằng chỉ có những mối quan hệ xã hội tốt đẹp mới có thể khiến chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.
dù cho là nhân tài có học vấn cao hay những người có xuất thân nghèo khó, dù bạn có danh tiếng lẫy lừng hay là người bình thường, điều cuối cùng quyết định việc trong lòng bạn có hạnh phúc mãn nguyện hay không chính là mối quan hệ với mọi người xung quanh. Có ba bài học lớn từ những mối quan hệ, đó là: bài học thứ nhất, những mối quan hệ xã hội rất tốt cho chúng ta, và cô đơn thì hủy diệt chúng ta. Những người thân thiết với các thành viên trong gia đình, thích giao thiệp với bạn bè hàng xóm nhiều sẽ hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, sống thọ hơn những người không thích giao tiếp, xa cách với mọi người. Những người hay xa lánh người khác khi đến tuổi trung niên, sức khỏe sẽ giảm sút rất nhanh, chức năng não cũng suy yếu nhanh chóng và có cuộc sống ngắn ngủi hơn những người không cô đơn. Bài học thứ hai, chất lượng của các mối quan hệ quan trọng hơn số lượng. Có bao nhiêu người bạn, có kết hôn hay không, đều không phải là yếu tố quyết định quan trọng nhất của việc bạn có sống hạnh phúc hay không. Điều khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và bất hạnh đó là những sự bất hòa, tranh cãi và chiến tranh lạnh trong cuộc sống. Làm tổn thương lẫn nhau, hôn nhân không có tình yêu mang đến tác hại nguy hiểm còn hơn cả ly hôn. Trong những người tham gia vào cuộc nghiên cứu, những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nói rằng khi họ 80 tuổi, dù mắc nhiều chứng bệnh, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc vì họ có thể tin tưởng nương tựa lẫn nhau. Còn những người không vui vẻ trong hôn nhân thì dù là một chút khó chịu về thể xác thôi, nhưng tâm trạng không vui sẽ khiến nỗi đau đớn đó càng thêm nặng nề. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, đừng đòi hỏi số lượng nhiều hay ít, phải xem hai người có hợp nhau hay không. Bài học thứ ba, những mối quan hệ xã hội tốt đẹp không chỉ có thể bảo vệ cơ thể mà còn có thể bảo vệ não của chúng ta. Nếu ở tuổi ngoài 80 mà cuộc sống hôn nhân vẫn ấm áp hòa hợp, vẫn còn tin tưởng vào nửa kia của mình, biết hy vọng vào đối phương trong những thời khắc quan trọng thì trí nhớ sẽ lâu hơn. Ngược lại, những người không thể tin tưởng vào người bạn đời thì sức khỏe sẽ nhanh chóng suy sụp, trí nhớ giảm sút. Tất nhiên, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hoàn toàn không có nghĩa là không bao giờ cãi nhau. Có những cặp vợ chồng đã 80 hay 90 tuổi mà vẫn ngày ngày tranh cãi, nhưng chỉ cần họ vững tin, có thể nương tựa vào đối phương trong những thời khắc quan trọng, thì những lần cãi nhau chỉ là chất xúc tác trong cuộc sống. Ngoài ra, còn có một số kết luận có thể truyền cảm hứng cho chúng ta như: khi trí lực đạt đến một mức độ nhất định, thì sự thành công về mặt tiền bạc của một người chủ yếu nằm ở mức độ quan hệ giữa người đó và người khác. Một người có quan hệ xã hội tốt đẹp, có mức thu nhập mỗi năm cao hơn mức trung bình 140.000 đô la Mỹ ở độ tuổi có thu nhập cao nhất trong cuộc đời, thông thường vào khoảng 55 đến 60 tuổi. Những người được mẹ yêu thương khi còn nhỏ kiếm được nhiều hơn những người không được mẹ yêu thương 870.000 đô la Mỹ mỗi năm. Những người có mối quan hệ với cha không tốt thời ấu thơ dễ mắc chứng mất trí nhớ hơn khi về già. Đã biết rằng quan hệ xã hội hòa hợp có tác dụng thúc đẩy to lớn như vậy đối với hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta lại không làm được điều đó? Thường thì chúng ta vô tình cãi nhau thiếu lý trí bởi những lời nói vô ý. Chúng ta mất quá nhiều thời gian và tâm trí để hận thù, tức giận và ghen tị với người khác. Từ những việc nhỏ nhặt tầm thường đến không thể tầm thường hơn, chúng ta không ngừng làm cho chúng trở thành gánh nặng và hận thù ngày càng lớn lên để chỉ trích nhau chỉ vì những việc không đáng. Chú
chúng ta vốn dĩ có thể dùng khoảng thời gian quý giá này để ở bên gia đình, đi chơi với bạn bè, xem phim cùng người yêu. Càng ngày chúng ta càng đắm chìm vào mạng xã hội, chúng ta không ngừng ấn nút thích cho những người xa lạ, ngày đêm không rời cái màn hình lạnh lẽo. Chia sẻ tâm sự với một đoạn văn dài trăm từ, nhưng lại chưa từng cố gắng mở lòng để trò chuyện một cách chân thành với những người thật sự cần chúng ta và chúng ta cần họ. Đối với người xa lạ, chúng ta luôn cố gắng thân thiện, nhưng đối với những người thân thiết nhất thì chúng ta lại đối xử với họ rất tệ. Chúng ta cứ luôn cho rằng người khác sẽ luôn tha thứ cho chúng ta bằng niềm tin và tình yêu thương, nhưng lại quên mất rằng việc chúng ta im lặng, đối xử lạnh lùng và xa cách lâu ngày cuối cùng sẽ khiến những mối quan hệ vốn có thể rất tốt đẹp trở nên càng lúc càng tồi tệ, mất đi tình cảm ấm áp giữa người với người. Một đạo diễn từng nói, một gia đình, dù mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, nhưng chỉ khi trong lòng mỗi người có sự quan tâm lẫn nhau thì gia đình mới có ý nghĩa của một gia đình. Tình yêu, tình bạn không gì khác hơn ngoài hai chữ quan tâm ngắn gọn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự cố gắng làm được? Tại buổi diễn thuyết ở TED Talk, giáo sư Robert có nói rằng khi vừa bắt đầu nghiên cứu, dù là giàu có hay nghèo hèn, những người trẻ tuổi đều tin tưởng rằng danh vọng, tiền tài và thành tựu sẽ đảm bảo cho họ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi về già, nhìn lại cuộc đời mình, họ lại nhận ra rằng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Hơn 100 năm trước, danh nhân Mark Twain đã nhìn lại chính cuộc đời ông và viết rằng không có thời gian, cuộc đời quá ngắn ngủi cho những cuộc tranh cãi, xin lỗi, thương tâm và chỉ trích. Hãy dùng thời gian để yêu thương, đừng phí hoài dù chỉ là một khoảnh khắc. Vậy ai đã lấy mất niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta? Vui vẻ và hạnh phúc là điều mà mỗi người đều mong muốn có được trong cuộc đời. Có một số người cho rằng tiền tài càng nhiều và địa vị càng cao thì niềm vui và niềm hạnh phúc càng lớn. Nhưng kỳ thực, chúng không có quan hệ gì với nhau. Kẻ lang thang mặc dù không có đồng tiền nào trong túi nhưng vẫn có thể vô cùng vui vẻ, mà phú ông có tiền tỷ, người có chức vị cao, có quyền, có thế lại không nhất định là hạnh phúc. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám có một đoạn viết: tâm an mau ốc ổn, tính định thái căn hương. Thế sự tĩnh phương kiến, nhân tình đạm thủy trường, nghĩa là một người tâm mà an thì ở nhà tranh cũng ổn, tính mà định thì ăn rễ rau cũng thấy thơm. Việc đời phải yên tĩnh mới thấy rõ, tình người đạm nhạt mới được lâu dài. Một người nếu tâm bất an sẽ vĩnh viễn không có cảm giác ổn định, vững vàng. Người mà trong lòng có dục vọng, ham muốn quá mạnh thì vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác nhấm nuốt rau mà vẫn cảm nhận được hương vị thơm ngon của cuộc sống. Chỉ người nào có tâm an, tính định mới có thể an yên, vui vẻ với cuộc sống mộc mạc, giản dị, mới có thể hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc tiêu sái, thong dong. Niềm vui của con người nếu đến từ sự thỏa mãn dục vọng muốn có được, thì khi dục vọng kia được thỏa mãn rồi, ắt dục vọng mới sẽ sinh ra. Và như thế, cuộc sống của người ta chỉ giống như một vòng quay bất tận, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc thực sự. Kỳ thực, cảm giác thỏa mãn của một người nghèo khi mua được chiếc xe đạp và của một người giàu khi mua được cái ô tô là như nhau. Cảm giác hài lòng của một người nghèo khi ăn một bữa no nê cũng bằng như cảm giác của một người giàu khi ăn cao lương mỹ vị. Xã hội ồn ào náo nhiệt khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà ăn không ngon,
ngủ không yên. Cho dù trước mặt người ấy có đủ sơn hào hải vị thì họ cũng không nuốt được, sao còn nói đến cảm nhận hương vị đây? Nhiều người dù ở nhà cao cửa rộng vẫn suốt ngày phiền não, buồn rầu. Có không ít người thân ở trong những căn hộ xa hoa mà lại cảm thấy cô đơn giống như ở trong nhà giam, căn bản là không thể hưởng thụ cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Bởi thế, không ai đánh cắp niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta cả, mà chính là bản thân chúng ta đã tự xua đuổi chúng đi mà thôi. Khi tâm chúng ta tràn ngập lòng tham, oán hận, chán ghét, đấu tranh, thì làm sao chúng ta có thể vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc được? Người có nội tâm bất an đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Một người nếu tâm định như núi, không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu mê hoặc thì đó chắc chắn là người đắc đạo đại trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm lo âu thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thảy cực khổ nhân sinh đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được hạnh phúc, an nhiên. Sống thuận theo tự nhiên là câu nói của người xưa, kỳ thực nó có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc. Tự nhiên luôn là bản chất của vấn đề, bản chất của sự việc, bản chất của những điều trong cuộc sống. Khi bạn hiểu rõ đạo lý này thì quả thực bạn sẽ sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đời người chỉ như một tờ hóa đơn, trên tờ hóa đơn ấy nếu chúng ta coi nhẹ được mất, thuận theo tự nhiên ắt sẽ bội thu, hạnh phúc tràn đầy. Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển và cũng có nhiều thứ hấp dẫn con người ta. Hãy thử tự hỏi mình rằng có bao nhiêu điều bạn mong muốn. Thanh niên mong muốn một cuộc sống dư dả, có nhà lầu, xe hơi, có một người vợ như ý. Người già mong muốn có một món tiền tiết kiệm để giải quyết những vấn đề cuối đời. Phụ nữ mong cầu sắc đẹp, tiện nghi. Ai ai cũng truy cầu một điều gì đó. Khao khát cải thiện điều kiện sống âu cũng là một nguyện vọng tốt đẹp, nhưng cuộc đời nhiều khi lại không như mong ước, và khi truy cầu không được, thì khao khát lại càng lớn hơn. Con người dường như đang sống vì những xúc cảm, và cũng vun đắp bản thân bằng những xúc cảm. Trong cuộc đời ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau. Những nguyện vọng mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình, nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ, và có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người. Đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người, hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Người xưa có câu, tình canh vũ độc, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn mô tả một cuộc sống ung dung tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân. Trời nắng trời mưa là quy luật tự nhiên. Thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất, thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, chỉ là lợi dụng một chút, thông minh một chút mà thôi. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều.
người kinh doanh không đạt được mục tiêu doanh số đề ra, học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn, bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt. Trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được như vậy thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Tất nhiên, số mệnh còn là do lựa chọn của bản thân ở mỗi bước đi của cuộc đời. Do vậy, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình, nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế bởi những vọng niệm, ý niệm, vọng tưởng. Mơ mộng thường là vô ích trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa của cuộc đời, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Nhưng điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Cảm xúc hạnh phúc sẽ không phụ thuộc vào địa vị và hoàn cảnh của bạn mà thay đổi. Người nghèo có được một chiếc xe đạp và người giàu có được một chiếc xe đua, có hạnh phúc như nhau không? Người cổ đại có được một con ngựa quý và người hiện đại có được một chiếc mô tô phân khối lớn, có hạnh phúc như nhau không? Là như nhau. Cảm giác hạnh phúc trong những phút giây đạt được cũng chỉ là như vậy. Bởi thế hà cớ gì phải cố chấp, một mực truy cầu, một mực đau khổ đây? Người ta nói, kẻ thù của đời người là chính mình. Ở một khía cạnh nào đó, quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Người ta sống trên đời này không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, họa phúc luôn xoay dần, mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Nhưng ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất, bởi vì niềm hạnh phúc này không phải là hạnh phúc khi chiếm hữu, mà là hạnh phúc khi cho đi. Cho đi cũng là một niềm hạnh phúc, càng là một sự hàm ơn, đó chính là quy luật ngầm của hạnh phúc. Người xưa có câu, hành thiện tối nhạc, làm việc thiện là vui sướng nhất. Lòng người quả thật vô cùng kỳ lạ, khi chúng ta làm bất kể việc gì không tốt thì trong lòng sẽ thấy bất an, không vui vẻ nổi, nội tâm cũng không thoải mái. Còn nếu làm việc thiện không vì điều kiện gì thì trong lòng chúng ta lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của sự cho đi. Một số người cho rằng phải có điều kiện, có tiền bạc mới có thể giúp đỡ người khác, mới có thể cho đi. Nhưng kỳ thực, ngay cả khi chúng ta không có những thứ vật chất ấy, chúng ta vẫn có thể cho đi một cách rất ý nghĩa và hữu ích. Đôi khi chỉ một lời nói động viên khích lệ, một cái nhìn hay một nụ cười ấm áp là chúng ta đã có thể chuyển một người buồn thành một người vui vẻ. Thậm chí chỉ bằng những cử chỉ nhỏ ấy, chúng ta đã có thể cảm hóa được một người ác thành người lương thiện hơn. Tại một số nơi trên thế giới, người ta không chỉ cho đi một cách tự nguyện, mà nó còn được xem là một nguyên tắc ngầm để quy định mọi người. Câu chuyện của người Do Thái. Ở vùng nông thôn của đất nước Israel, mỗi khi đến vụ thu hoạch hoa màu chính, người ta sẽ để lại phần hoa quả ở bốn góc ruộng mà không thu hoạch. Bạn có biết vì sao không? Đó là phần hoa màu người ta để lại và bất kể ai cũng có quyền hưởng thụ. Họ cho rằng Thiên Chúa đã ban cho người dân Do Thái vốn trải qua nhiều tai nạn nay được sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Vì thế, họ để lại hoa màu ở bốn góc ruộng với ý nghĩa tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho họ cuộc sống như ngày hôm nay.
cũng vừa là để cung cấp thức ăn cho những người đói khổ đi ngang qua vùng đất. Hoa màu là bản thân mình trồng được, giữ lại một chút cho người khác hưởng thụ. Đó chính là sự chia sẻ, sự cho đi vô điều kiện. Họ cho rằng, cho đi, chia sẻ là một sự cảm ơn, một niềm hạnh phúc và càng là một thứ đạo đức tốt đẹp của con người thế gian. Ngoài ra, hàng năm, người Do Thái đều tổ chức lễ hội Hanukkah, lễ hội ánh sáng, để gợi nhớ về sự sung túc. Vào dịp này, họ sẽ ở bên người thân và bạn bè tề tựu quanh một đài có nhiều nhánh để cắm nến mỗi đêm. Họ vừa thắp nến và vừa cầu nguyện. Người Do Thái cho rằng, sống với cảm giác sung túc khiến họ hạnh phúc hơn cả về vật chất và tinh thần. Và từ xưa đến nay, người Do Thái vẫn luôn được dạy dỗ để tiếp nhận quan niệm này. Quan niệm sung túc của người Do Thái còn được thể hiện trong các điều răn khuyên yêu thương người khác như yêu chính mình. Đó là bởi vì tổ tiên người Do Thái đều trải qua sự đau khổ và kiếp nô lệ. Nếu không có sự rộng lượng từ những người hàng xóm, từ những người lạ mặt và từ Thiên Chúa thì không ai có thể tồn tại được. Vì thế, họ quan niệm rằng cho đi đơn giản là việc đúng đắn cần làm, giống như lời của một vị giáo trưởng Do Thái nổi tiếng đã nói, không ai nghèo đi khi làm từ thiện cả. Câu chuyện ở vùng nông thôn Hàn Quốc. Nguyên tắc ngầm về sự cho đi này không phải là chuyện độc nhất của người Do Thái mà nó cũng xảy ra ở đất nước Hàn Quốc. Ở gian đường của vùng nông thôn phía bắc Hàn Quốc có rất nhiều vườn hồng. Đến mùa thu hoạch, những người nông dân nơi đây đều để lại những trái hồng chín mọng ở trên cây. Vì thế, những trái hồng vừa to vừa chín mọng ở trên cây đã tạo thành một con đường có phong cảnh vô cùng đẹp. Du khách đi qua nơi đây ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của con đường và vẻ quyến rũ của những trái hồng to chín mọng. Người dân địa phương ở đây nói rằng, cho dù những trái hồng có to đến cỡ nào đi nữa, có ngon đến cỡ nào đi nữa, họ cũng lưu lại để làm thức ăn cho chim hỷ thước. Vì sao lại có tập quán như vậy? Nguyên lai, nơi này là nơi mà chim hỷ thước thường xuyên dừng lại. Mỗi khi mùa đông đến, chim hỷ thước đều kéo đến đây, xây tổ trên những cây hồng và sống sót qua mùa đông giá rét. Năm ấy, trời đặc biệt lạnh, tuyết lại rơi rất nhiều. Hàng trăm chú chim hỷ thước vì không kiếm được thức ăn, lại lạnh giá nên trong một đêm mà chết hết. Mùa xuân năm sau, những cây hồng ở đây lại nảy mầm xanh non, ra hoa và kết quả. Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nhiên côn trùng từ đâu đến tạo thành một loại dịch quạ, khiến cho năm đó hồng gần như không còn quả nào. Từ đó về sau, mỗi năm đến mùa thu hoạch hồng chín, người dân nơi đây lại để lại một số hồng chín làm thức ăn cho chim hỷ thước ăn qua mùa đông. Những trái hồng trên cây vừa to vừa ngon, hấp dẫn rất nhiều đàn chim hỷ thước đến nơi đây sinh sống qua mùa đông. Chim hỷ thước dường như cũng biết ơn con người. Đến mùa xuân, chúng không vội vã bay đi mà ở lại bắt sâu cho cây. Cứ như thế năm nào cây hồng cũng cho ra những quả hồng chín mọng ngon ngọt. Kỳ thực, cho người khác một con đường sống, thường thường cũng là cho mình sự hy vọng và cơ hội sinh tồn. Hết thảy giới tự nhiên đều là sống dựa vào nhau, nhờ vào nhau mà sống. Cổ nhân cũng từng dạy, nhất dinh câu dinh, nhất tổn câu tổn, tức là một người dinh hoa thì tất cả dinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Cho đi là một sự khoái hoạt, vui vẻ, bởi vì cho đi không phải là hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là một niềm hạnh phúc, bởi vì cho đi càng có thể khiến tâm linh mình tốt đẹp. Nếu có thể, hãy nguyện ý cho đi nhiều hơn.
năm sự tình mà người trí tuệ thường không nghĩ nhiều. Hết thảy những phiền não của một người phần nhiều đều là do sự lo lắng trong tâm sinh ra. Người trí tuệ sống mà không bị ngoại vật phiền nhiễu, luôn giữ tâm đơn giản cho nên thế giới của họ cũng liền thanh tịnh. Có câu nói rất hay rằng, khi chúng ta cảm thấy khoái hoạt vì ngắm một đóa hoa hay thưởng thức một món ăn nào đó thì không phải bởi vì hoa nở được tươi đẹp hay đồ ăn hợp khẩu vị của chúng ta, mà chủ yếu là bởi vì trong lòng chúng ta không có lo lắng. Đối với một người trí tuệ mà nói, trong cuộc đời họ sẽ không chấp nhất, không bị trói buộc, không suy nghĩ nhiều vào năm sự tình dưới đây. Người trí tuệ không màng tuổi tác. Một người đẹp nhất ở độ tuổi nào? 20, 30 hay 40 tuổi? Đối với mỗi người mà nói, quãng thời gian đẹp nhất lưu giữ trong ký ức của họ có lẽ sẽ là khác nhau. Nhưng đối với một người trí tuệ mà nói, họ không nghĩ nhiều đến tuổi tác. Những người như vậy, họ trân quý hiện tại, làm những việc mà bản thân muốn làm ngay ở thời khắc hiện tại mà không lo lắng về sự già đi trong tương lai, cũng không để khả năng của bản thân bị hạn chế bởi tuổi tác. Cổ nhân có câu, tâm là chủ của thân. Cho nên, người không nghĩ đến tuổi tác sẽ có một tâm hồn trẻ trung, yêu đời. Họ đối với thế giới bên ngoài, đối với vạn vật và cuộc sống bằng một tâm thái thưởng thức, yêu mến nhiệt tình, không suy tính thiệt hơn. Bởi vì có một tâm hồn như vậy nên cuộc đời của họ cũng luôn tràn đầy khoái hoạt, hạnh phúc. Không so đo với người. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Heo nói rằng, giả như cho tôi sống thêm một đời nữa, tôi ước được làm một con bò. Công việc tuy có vất vả một chút, nhưng danh tiếng tốt lại được con người yêu mến. Bò thì nói, giả như cho tôi được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi ước làm một chú heo. Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, không mất sức, không chảy mồ hôi, cuộc sống sung sướng. Chim ưng nói, giá như cho tôi sống lại một lần nữa, tôi sẽ làm một con gà, khát có nước uống, đói có gạo ăn, ở có chuồng, lại còn có người bảo vệ. Nhưng con gà lại nói, giá như cho tôi sống lại thêm một lần nữa, tôi ước được làm một con chim ưng, có thể bay lượn trên trời xanh, dân du tứ hải, tùy thích muốn làm gì làm nấy. Điều ước của các con vật trong câu chuyện ngụ ngôn kia cũng chính là những gì mà chúng ta vẫn thường làm, luôn so sánh bản thân với người khác. Rất ít người mong được làm chính mình. Thay vào đó họ cứ đi ngưỡng mộ những thứ của người khác, ngưỡng mộ công việc của người khác, ngưỡng mộ con cái ưu tú của người khác, ngưỡng mộ chiếc xe mới của người khác. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Người khác có thể ngưỡng mộ bạn là người tài hoa, ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của bạn, hoặc con cái ngoan hiền của bạn, chỉ là bạn không biết mà thôi. Trái lại, bạn cũng không biết người mà bạn hâm mộ có thể đang phải chịu đựng nhiều áp lực, ăn không ngon ngủ không yên, hoặc đang có những đau buồn mà họ không thể thổ lộ. Bởi vậy, sống tốt hơn trong cuộc đời của mình là cách để tâm thái thoải mái, giảm bớt ưu phiền. Không sợ hãi bệnh tật. Trạng thái lý tưởng nhất trong cuộc sống chính là trong tâm không lo, trên thân không bệnh. Đây chính là trạng thái của người trí tuệ. Con người sống tuần hoàn theo quy luật sinh lão bệnh tử, thật khó để tránh được hết bệnh tật. Không ai dám cam đoan bản thân sẽ không mắc bệnh, cũng không thể làm cho người thân bên mình không bị bệnh tật xâm lấn. Sinh mệnh quả thực là yếu ớt, nhưng sự lo lắng, sợ hãi bị bệnh chỉ là sự phản kích vô dụng mà thôi. Thậm chí một người mà trong tâm luôn sợ hãi mắc bệnh, luôn nghĩ đến bệnh tật thì bệnh tật lại càng dễ dàng tìm tới. Khi sinh mệnh càng kiên cường,
càng rời xa những sự vật sự việc làm thân thể không được khỏe mạnh thì bệnh tật tự nhiên cũng rời xa. Khi thân thể khỏe mạnh, không nên nghĩ nhiều. Khi thân thể có bệnh càng không nên oán trách mà cần điều chỉnh tâm tính cho tốt hơn lên, chăm sóc tốt cho bản thân, giữ tâm thái lạc quan tích cực. Đó mới là cách tốt nhất, phù hợp nhất. Quên nỗi buồn của ngày hôm qua và những lo âu của ngày mai. Người như thế nào sống khổ nhất? Đó chính là người bị dây khốn bởi phiền não ở quá khứ và lo âu ở tương lai. Người sống ở quá khứ luôn bị dính mắc bởi quá khứ, tâm của họ bị dây khốn ở quá khứ, cuộc sống luôn ảm đạm không có ánh sáng. Người sống ở tương lai sẽ luôn buồn lo vô cớ bởi những phiền não của tương lai, tâm của họ luôn bất an, không yên định. Có câu chuyện kể rằng, một lão hòa thượng hỏi tiểu đồ đệ của ông, nếu chúng ta bước lên phía trước một bước sẽ bị chết, lùi về phía sau một bước cũng bị chết thì chúng ta nên làm gì? Tiểu đồ đệ không chút do dự, đáp, con sẽ bước sang bên cạnh. Đời người cũng nên là như thế. Khi chúng ta cảm thấy không còn đường để đi, hãy đừng ngại thay đổi một chút suy nghĩ, thay đổi một chút góc độ nhìn nhận. Khi ấy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng con đường không chỉ có trước hay sau mà còn có con đường bên cạnh. Người trí tuệ chẳng lấy lòng người khác. Mỗi người đều có đặc điểm và cá tính của riêng mình. Phẩm chất riêng biệt của một người tự nhiên sẽ thu hút những người cùng chí hướng. Cho nên, không cần phải hùa theo người khác để sống khác đi. Một người cứ mãi vì danh, lợi, tình mà lựa ý hùa theo người khác, lấy lòng người khác sẽ vô tình khiến bản thân mình dần bị hao mòn, mệt mỏi. Bất luận là ở độ tuổi nào cũng nên học cách tán thưởng chính mình. Vô luận là sống như thế nào cũng hãy chấp nhận và tha thứ cho những điều không hoàn mỹ của bản thân mình. Vô luận là khỏe mạnh hay không cũng phải bảo trì tâm thái tích cực, vĩnh viễn không có suy nghĩ buông xuôi. Sống như vậy mới là cách sống trí tuệ. Nhân sinh tưởng dài nhưng kỳ thực lại vô cùng ngắn ngủi. Thời gian ở trong bất tri bất giác mà lặng lẽ trôi qua. Con người khi đến tuổi trung niên, có lẽ dinh nhục, được mất, thất bại hay thành công cũng đều đã từng nếm trải. Đến tuổi này người ta cần trang bị cho mình một số loại tâm thái làm hành trang bước vào tuổi xế chiều an nhiên, tự tại. Trầm tĩnh. Người đến tuổi trung niên đã trải qua cuộc đời bể dâu, những vấp ngã hay thành tựu đều đã gặp, đối với nhiều sự tình họ đã sớm thấu hiểu. Khi người ta đã thông thấu sự đời thì nội tâm sẽ trở nên trầm tĩnh hơn. Vì sao nhiều người càng đến tuổi trung niên lại càng thấy thanh tĩnh, thản nhiên xem nhẹ mọi thứ trong cuộc sống? Đó là bởi vì trải qua những năm tháng cuộc đời, người ta bắt đầu hiểu ra rằng đặt nặng được mất, xem nặng danh lợi chỉ khiến tâm linh mệt mỏi. Để nội tâm trở nên trầm tĩnh thì không phải là việc dễ dàng. Một người hiểu rõ bản chất của sinh mệnh mới có thể trầm tĩnh trong tâm. Thành công khiến con người vui sướng tựa như sự mãnh liệt của hải triều. Nhưng hải triều lên rồi cũng tự nhiên xuống. Tâm người nếu vui buồn theo hải triều thì sẽ mệt mỏi vô cùng. Cho nên, trầm tĩnh mới là cảnh giới tinh thần cao nhất trong cuộc đời. Chấp nhận, lạc quan đối mặt với cuộc sống. Cổ nhân giảng, tướng do tâm sinh. Tướng ở đây không chỉ là tướng mạo mà còn là hoàn cảnh xung quanh của một người. Nếu một người mà có ý nghĩ tiêu cực thì hoàn cảnh xung quanh của người ấy cũng trở nên không tốt. Rất nhiều mâu thuẫn sẽ nối gót nhau mà đến. Trái lại, nếu một người mà luôn vui vẻ và tràn đầy ý nghĩ tích cực thì hoàn cảnh liền lập tức chuyển biến thành tốt. Đời người, ai cũng đều phải trải qua sinh, lão, bệnh,
Tử, những gì đến thì phải đến, không tránh được những điều không may. Hãy biết chấp nhận cả những điều không may, lạc quan đối mặt với hết thảy những bất trắc trong cuộc đời. Hãy dùng tâm thái thuận theo tự nhiên, được mất tùy duyên để đối đãi. Như vậy sẽ sống tuổi trung niên thoải mái hơn, trong lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Mở rộng tấm lòng. Người có tấm lòng quảng đại mới có thể bao dung được thiên hạ, dung nạp được mọi sự tình vui buồn. Người có thể dùng lòng khoan dung mà lượng thứ cho khuyết điểm của người khác thì không chỉ khiến cho đức hạnh của bản thân mình nâng cao lên mà còn có thể cảm hóa, thiện hóa người khác. Nhà Phật dạy rằng, con người có nợ thì phải hoàn trả. Trong dòng lịch sử dài này, trong dòng luân hồi chuyển kiếp này, rất có thể vì chúng ta đã từng làm tổn thương người khác cho nên giờ đây người khác mới làm tổn thương lại mình. Cho nên, một người tuổi trung niên có thể biết bao dung, tiếp nhận thì trong tâm sẽ an nhiên tự tại. Ghi nhớ tiền tài là vật ngoại thân. Có câu nói rất hay rằng, tiền mà bạn tiêu đi mới là tiền của bạn, tiền để trong ngân hàng không phải tiền của bạn. Cho nên điều phải quý trọng nhất là bản thân mình, quý trọng tình thân, không phải tài vật của cải. Con người khi được sinh ra đều là trần trụi, vô cùng đơn giản, thứ gì cũng đều không có. Con người khi chết đi, lẻ loi trơ trọi, lặng lẽ vô cùng, thứ gì cũng nắm không được, mang không theo. Cho nên đừng để tâm của mình bị dây khốn bởi tài vật, đừng vì tiền tài danh vọng mà đánh mất đạo đức, lương tâm của bản thân. Một người chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều. Khi một người sống mà quá coi trọng vật chất, phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì điều mang đến cho họ chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần. Trái lại, một người theo đuổi sự an bình trong tinh thần sẽ dứt bỏ những phức tạp trong lòng, không bị dính mắc vào những thứ ngoại vật. Người tuổi trung niên sống đơn giản, trong các mối quan hệ họ cũng không quá bị chi phối và như thế họ sống thoải mái, vui vẻ. Hiểu con cháu có phúc phận của con cháu. Từ Miễn là một vị quan thời nhà Lương, suốt đời ông đều có địa vị cao. Nhưng ông nghiêm khắc với bản thân, làm việc công chính mà cẩn thận, tiết kiệm không tham lam, không quan tâm đến tiền tài của cải, gia sản của bản thân. Ông thường đem phần lớn số bổng lộc của mình chia cho người thân, bạn bè và những người dân nghèo khổ. Bởi vậy trong nhà ông không có của cải gì đáng kể cả. Trong số khách khứa và bạn hữu của ông có nhiều người khuyên ông nên tích góp một chút sản nghiệp để lại cho con cháu. Nhưng ông trả lời rằng, người ta để tiền của lại cho con cháu, còn tôi để tiếng thơm lại cho con cháu. Con cháu mà có đức có tài, chúng tự nhiên có thể sáng lập nên gia nghiệp. Còn nếu chúng không có tài đức, thì dẫu tôi có để lại tài sản cũng là vô dụng. Con cháu tự có phúc phận của con cháu. Các bậc làm cha làm mẹ thường mong muốn con cái có cuộc sống sung túc, ấm no, vì thế họ luôn muốn lấy những gì tốt đẹp nhất để lại cho con cái. Nhưng kỳ thực bất kể là cấp cho chúng bao nhiêu tiền của đi nữa thì cũng đều là những vật ngoài thân. Các bậc hiền đức xưa đều cho rằng, chỉ có dạy con trọng đức hướng thiện mới là thực sự lo cho tương lai lâu dài của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp chúng thu được lợi ích chân chính, bất kỳ lúc nào cũng có thể bảo trì được đầu não thanh tịnh sáng suốt, biết phân biệt rõ đúng sai, lựa chọn con đường nhân sinh đúng đắn mà có được tương lai tốt đẹp. Đó cũng chính là lưu lại phúc đức cho con cháu một cách thiết thực nhất. Lão Tử từng ghi chép 6 điều cần buông bỏ để thân khỏe tâm an. Lão Tử không chỉ được biết đến là bậc giác ngộ, thủy tổ của đạo giáo, tác giả của Đạo Đức Kinh, ông còn là người có tri thức thâm hậu về dưỡng sinh học.
Lão Tử cho rằng con người muốn được khỏe mạnh, sống trường thọ không bệnh thì tâm và thân phải khỏe mạnh. Theo Lão Tử, để có được tâm thân khỏe mạnh, người ta cần phải học cách dưỡng sinh. Mà một người muốn học cách dưỡng sinh thì trước tiên phải loại bỏ đi lục hại, 6 điều có hại. Trừ bỏ lục hại, danh lợi. Lão Tử cho rằng ăn bất quá chỉ cầu ăn no, ở bất quá chỉ cầu được an. Dinh nhục ở cõi hồng trần này đều bất quá chỉ là tham dục của tâm con người. Người có tâm biết đủ thì sẽ không truy cầu những gì quá phận, cầu những thứ không thuộc về mình, vì vậy họ không tự tìm đến phiền não. Thanh sắc. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sản. Ý nói, ngũ sắc làm người ta mờ mắt, ngũ âm làm người ta điếc tai, ngũ vị làm người ta tê miệng lưỡi. Cổ nhân cũng giảng rằng, túng tình thanh sắc họa quốc hại kỷ, ý nói mặc sức phóng túng thanh sắc thì họa quốc hại thân. Bởi vậy, điều bậc thánh nhân hướng đến chính là thanh tâm quả dục, giảm ham muốn, giữ tâm thanh tịnh. Tài vật của cải. Lão Tử giảng, năng đắc chi quá, lệnh nhân hành phương tức là của cải khó tìm, khiến con người tranh giành mà gặp tai họa. Ích kỷ, tư lợi cá nhân. Ích kỷ, tư lợi là loại tâm khiến con người dễ làm ra những việc ác. Người mà làm gì cũng chỉ vì mình, vì tư lợi bản thân thì dễ dàng đánh mất sự thanh liêm, chính trực, bị tư lợi xui khiến mà làm ra những việc thất đức. Xu nịnh, a dua giả dối. Người khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo, trong ngoài không đồng nhất thì luôn phải suy nghĩ cách rình xem ý tứ người trên ra sao, giỏi dùng lời nịnh nọt để lấy lòng người trên. Người như thế rất khó để sống được thoải mái. Ghen tức, đố kỵ với người khác. Những người có tâm tật đố khi thấy người khác được gì thì buồn rầu, phiền não giống như chính bản thân mình bị mất, nhưng khi thấy người khác mất mát thì lại vui mừng như chính bản thân mình được. Người có tâm tật đố khi sống cùng người khác sẽ thấy người khác hơn mình thì canh cánh trong tâm, tâm lý mất đi sự cân bằng. Thậm chí, có người bởi vì có tâm tật đố mà sinh ra ác niệm, ác sự và mưu hại người khác. Bởi vì tật đố đến mức không chịu được mà gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hại người hại mình, đồng thời định sẵn kết cục thảm hại cho bản thân mình. Những tai họa mà lục hại mang đến cho con người, có lẽ ai cũng có thể hiểu được, hơn nữa cũng có thể đã từng gặp phải. Nhưng để trừ bỏ đi lục hại này lại là điều rất khó làm, một người bình thường khó có khả năng làm được. Sở dĩ khó làm được là bởi vì con người ta một khi gặp sự tình thì đều không thể quên được công danh lợi lộc, tiền tài mỹ nữ, vinh hoa phú quý. Một khi đã không thể quên được thì lục hại sẽ thừa cơ mà tiến nhập vào thân tâm chúng ta, làm thương tổn tinh thần và thân thể. Từ xưa đến nay, con người không ai là không muốn khỏe mạnh, trường thọ. Đặc biệt, những người giàu sang phú quý lại càng mong mỏi điều ấy. Thậm chí rất nhiều người, ngay cả bậc đế vương cũng không tiếc của cải để tìm phương thuốc, linh đan dược liệu để được trường sinh bất tử. Nhưng kết quả cũng chỉ là công giả tràng, mò trăng nơi đáy nước. Chỉ có những người trong cuộc sống hàng ngày, trong công tác đều chú ý tu dưỡng tâm tính, đoạn dứt ham muốn, dục vọng thì mới có được tinh thần và thể xác khỏe mạnh, an bình. Tránh xa tam hoạn. Ngoài thuyết lục hại của Lão Tử ra, người xưa còn đúc kết ra tam hoạn là ba nguyên nhân làm tổn hại tinh thần, thể xác của một người. Tham ăn biếng làm. Có một số người ưa dùng xe chứ không đi bộ,
luôn thụ động há miệng chờ sung, cả ngày đều không động chân động tay làm gì. Người như vậy dần dần sẽ trở nên ù lì, cơ thể không còn linh hoạt. Người như vậy có thể sống trường thọ chăng? Ăn chơi sa đọa. Trong cuộc sống luôn có một số người chỉ cần có chút tiền liền tụ tập ăn chơi, rượu chè say sưa. Nhưng người ta lại không biết được rượu chính là độc dược, sắc lại là dao róc xương. Thậm chí có người biết điều đó nhưng vì dục vọng quá lớn mà không thể bỏ được. Người xưa có câu, đại túy tất sinh đại hạ, y uống rượu say sưa người ta dễ gây ra tai họa. Đại túy nhập phòng khí kiệt can thương, uống quá nhiều rượu sẽ khiến gan bị tổn thương. Đam mê tửu sắc, coi rượu như mạng sống, người như vậy sao có thể trường thọ được đây? Quá hủ quá. Một số người hễ có chút uy quyền liền ức hiếp dân lành, ra tay giơ vét của dân, tham ô vô độ, dùng tiền như nước, đam mê tửu sắc, phóng túng dục vọng. Người như vậy cũng làm sao có thể mơ tưởng đến trường thọ. Có thể thấy lục hại của Lão Tử và Tam Quạng mà người xưa tổng kết ra là có chỗ tương đồng về mục đích. Đều là để khuyên rằng con người tu tâm dưỡng thân mà đạt được tâm thân khỏe mạnh, sống lâu không bệnh. Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế? Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng, có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn. Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái dòng luẩn quẩn của đời người. Có thể thấy rằng, tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa, hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa, cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. Danh và lợi có đem lại hạnh phúc cho con người? Có người nói, tôi cũng không muốn liều mạng, quả thật không cần quá nhiều vật chất và hưởng lạc, nhưng danh lợi là thể hiện của sự thành công. Cho nên, buông bỏ là không có chí tiến thủ, không thể buông xuống được. Không thể nghi ngờ rằng, danh lợi có phần mang đến vinh quang cho con người, tự nhiên có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thành công và danh lợi lại không nhất định là ngang hàng với nhau. Một người quá mức truy cầu danh lợi sẽ khiến tâm không còn tỉnh tại, dễ làm nhiều việc không nên. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra, hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Người như vậy ở nơi nào cũng có, họ rốt cuộc cuối cùng là thành công hay thất bại. Người biết đủ sẽ không chọn cách sống như vậy, họ cự tuyệt cách sống chui đầu vào cái giỏ danh lợi, bởi vì họ biết sẽ bị danh lợi làm khổ cả đời.
Danh lợi tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người khoái hoạt hạnh phúc, nhưng dục vọng danh lợi mãi cứ giãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho người ta thống khổ mà thôi. Cho nên, cổ nhân giảng, thấy đủ thường vui. Biết đủ là cách nắm giữ hạnh phúc. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Người ta nói rằng vui vẻ là nguyên tố không thể thiếu của mỗi người. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi: một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời: sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ. Có câu nói rất hay rằng: đừng khóc vì không có giày đi, bởi vì có người còn không có chân để đứng. Bởi vậy mới nói: biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi, cải biến theo chiều hướng tốt. Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người, nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Cho nên, khi rơi vào cảnh đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập đến lúc nào không hay. Trong cuộc sống này, giàu có thực sự chính là có được nội tâm an bình, tĩnh tại. Càng tiếp cận với sự an tĩnh, bình thản thì nội tâm người ta sẽ càng sáng tỏ, trí tuệ càng thông suốt. Xưa nay, con người có vui buồn ly hợp, mặt trăng có sáng tối khuyết tròn, cho dù thời gian có biến đổi như thế nào, thế sự có biến hóa ra sao, chỉ cần có được một tâm thái lạc quan khoáng đạt, một nội tâm an bình tĩnh tại thì đã là người giàu có rồi. Con người chỉ khi có nội tâm an bình tĩnh tại mới có thể lĩnh ngộ được một cách sáng tỏ về nhân gian, hiểu thấu đạo lý nhân sinh và ý nghĩa của sinh mệnh đời người. Nội tâm an tĩnh, cầu không được, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Một người nếu suốt đời chỉ lo được mất thì sẽ không thể có được một chút an tĩnh nào. Một người nếu cả ngày chỉ tính toán thiệt hơn, nghĩ cách để được hơn cho nhiều thì sẽ không thể có được sự khoái hoạt, hạnh phúc thực sự. Một người mà trong tâm không an tĩnh thì vĩnh viễn không thể tìm được chỗ bình yên. Đời người, ngoài những chuyện vui vẻ, như ý, may mắn gặp được thì thông thường rất hay gặp những sự tình thương tâm, không vừa ý. Muốn tán thưởng người khác, thiện đãi chính mình thì cần phải có được một nội tâm an tĩnh. Có được nội tâm an tĩnh mới có thể dùng mỉm cười để hóa giải sự lạnh lẽo của cuộc sống, dùng không màng danh lợi để hóa giải phiền não của cuộc đời.
Trong cõi hồng trần cuồn cuộn, trần thế mênh mang, chúng ta đều là khách qua đường. Tài vật đều là khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Khi đối mặt với thế sự vô thường, sự ấm áp hay lạnh nhạt của nhân tình, cần phải tháo gỡ gánh nặng cho mình, giải thoát áp lực cho tâm linh, khiến cho tâm tự tại. Để cho mọi việc thuận theo duyên thì tâm mới có thể tĩnh hạ xuống được. Khi một người có thể làm được như vậy thì người ấy sẽ cảm nhận được trước mắt mình là một cảnh giới nhân sinh hoàn toàn khác. Đời người càng đơn giản thì càng bình an. Chúng ta sống nơi thế gian giống như người lữ khách thả bước trên đường. Khi theo đuổi thứ gì đó càng nhiều, thu thập càng nhiều, thì hành lý mà chúng ta mang trên lưng sẽ càng nặng, càng cảm thấy nhân thế mịt mù, không sáng tỏ. Với hành lý đè nặng trên lưng, ta đi qua một hành trình gian nan, lặn lội tìm không thấy nơi quy túc cho tâm linh, tìm không thấy con đường trở về, khiến ta rơi vào thống khổ, mệt mỏi, oán thán. Cổ nhân sinh sống đơn giản, đạm bạc, họ hiểu rằng đơn giản chính là phúc, càng đơn giản thì càng bình an. Vì thế, họ làm việc và nghỉ ngơi thuận theo quy luật tự nhiên tình canh vũ độc, ngày nắng thì đi cày, ngày mưa thì đọc sách. Thế nhưng, con người một khi rơi vào cái dực dục vọng vật chất, có được rồi lại muốn hơn nữa, thì quên mất ý nghĩa sinh mệnh. Không có cách nào để tự kiềm chế, từ đó khiến cho tâm linh bị biến chất, trượt dần thành người có lương tri sa đọa. Cuối cùng, người đó trở thành nô lệ của dục vọng, ham muốn, không còn trân quý sinh mệnh của mình. Trên thế giới này, những điều say mê, hấp dẫn con người là rất nhiều. Đừng vì ham muốn nhất thời, đừng vì những tính toán tranh danh đoạt lợi để rồi phải trả một cái giá thê thảm. Nếu như đã phát hiện mình sai rồi, nhất định phải kịp thời dừng lại, trở về với sự đơn giản thuần phát vốn có của sinh mệnh, trở về với sự bình an. Nhân sinh khổ đoạn, tâm an là phúc. Phúc khí lớn nhất đời người không phải là có được bao nhiêu vinh hoa phú quý, không phải có được bao nhiêu danh vọng, mà là có được một nội tâm an tĩnh, tường hòa. Mỗi người đều hy vọng có được một cuộc sống luôn thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ, tự tại. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì trong cuộc sống luôn có những sự tình phiền nhiễu và ưu sầu không hẹn mà tới, phá vỡ sự an tĩnh trong nội tâm của chúng ta, khiến cho chúng ta phải chịu rất nhiều lo âu và phiền não, buông không được, bỏ không xong. Điều đó khiến chúng ta trở nên nôn nóng bất an, lo được lo mất, buồn lo vô cớ. Chúng có thể là những bi thương trong quá khứ, những vướng mắc của hiện tại hay những lo lắng của tương lai. Khi tâm không bị thế sự nhiễu loạn, không bị lo lắng làm cho ưu tư thì tâm sẽ an định xuống. Bởi vậy, cần phải buông bỏ so đo, buông bỏ oán hận, xem nhẹ hết thảy, có được một khối bình thường tâm, phàm là mọi việc phải nghĩ thông thoáng hơn một chút, không để bản thân bị lo âu bất an dây khốn, khi ấy chúng ta sẽ tự nhiên thoải mái và khoái hoạt hơn rất nhiều. Đó cũng chính là cái phúc của đời người. Trong cuộc đời của bất kỳ ai đều có lúc thuận buồm xuôi gió, có lúc gập ghềnh nhấp nhô, có được và cũng có mất. Nếu như một người đối với hết thảy được mất, thành bại, đều có thể mang trong mình thái độ thản nhiên, thông suốt thì có thể giảm được rất nhiều cảm xúc bi thương và suy sụp, khiến nhân sinh trở nên nhẹ nhàng và khoái hoạt. Đó chính là kết quả của tâm an thân tự an. Trong cõi hồng trần nhân thế, luôn có một số sự tình hay một số ký ức khiến người ta u buồn, thương tâm. Khi cảm xúc trầm xuống thì nội tâm người ta sẽ tự sản sinh ra nóng nảy khó chịu cũng như những suy nghĩ tiêu cực. Nếu lúc ấy có thể tĩnh hạ tâm xuống, đọc một số câu danh ngôn của cổ nhân,
thì có thể khiến người ấy thần định khí hòa. Trong tâm an ngâm của tác giả Thiệu Ung, văn sĩ nổi tiếng triều nhà Tống có viết: trong tâm mà an tĩnh thì thân sẽ tự nhiên an tĩnh. Khi thân an tĩnh rồi thì thấy phòng ốc cũng tự nhiên rộng rãi hơn. Khi nội tâm và thân thể đều an tĩnh thì còn có điều gì làm cho phiền não được. Một thân thể nhỏ chỉ cần tâm an thì sẽ cao lớn vững chắc như núi Thái Sơn vậy. Một phòng ốc nhỏ chỉ cần tâm rộng, nó sẽ trải dài như trời đất vậy. Một người nếu tâm định như núi, không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu mê hoặc thì đó chắc chắn là người đắc đạo trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm lo âu thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thảy cực khổ nhân sinh đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được thản đãng hơn. Người có nội tâm bất an, đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Bởi vậy, Thi Nhân Đường Bá Hổ, triều nhà Minh mới nói, tâm an là phúc. Thông thường khi có những sự tình không tốt sắp xảy đến, tâm người ta sẽ lo lắng, bất an. Đó là bởi vì giữa con người và ngoại cảnh tự nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau, cũng là điều mà cổ nhân gọi là thiên nhân hợp nhất. Trong tả truyện chép, vua nước Sở là Sở Vũ Dương nói với vợ của ông rằng: gần đây ta luôn thấy lo lắng trong tâm. Vợ của Sở Vũ Dương nói: tâm mà rối loạn thì hết thảy phúc lộc của bệ hạ cũng đều sẽ bị mất đi. Quả nhiên, không lâu sau thì Sở Vũ Dương qua đời. Cổ nhân nói: người thiện thì tâm định thể an. Người tốt cả đời được bình an, bởi vì người tốt sẽ không làm ra những chuyện ác, chuyện đáng xấu hổ, nửa đêm có tiếng gõ cửa tâm cũng không sợ. Lại có một câu chuyện như thế này: một người quá phụ nhảy xuống sông với mong muốn tìm đến cái chết, may mắn được ông lái đò đi ngang qua cứu vớt. Ông lái đò hỏi người quá phụ: cô tuổi còn trẻ, tại sao lại muốn tìm đến cái chết? Người quá phụ khóc và nói: bởi vì chồng của tôi đột ngột chết nên tôi cũng không thể sống nổi nữa. Ông lái đò hỏi: cô kết hôn được bao lâu rồi? Người quá phụ trả lời: được 3 năm. Ông lái đò lại hỏi: lúc chưa kết hôn, cuộc sống của cô thế nào? Người phụ nữ nhớ lại quãng thời gian trước khi kết hôn, vẻ mặt trầm mặc một chút và nói: cuộc sống của tôi khi đó rất tự do tự tại, không lo nghĩ, có rất nhiều hy vọng về cuộc sống tương lai. Ông lái đò nói: khi chưa kết hôn cô cũng chỉ có một mình, chẳng phải vẫn cảm thấy hạnh phúc sao? Người phụ nữ suy nghĩ rồi chợt tỉnh ngộ, gương mặt trở nên tươi sáng hơn. Cô nói: đúng vậy, kỳ thực tôi thật hồ đồ. Thực ra, trong cuộc đời, đôi khi đang ở vào trạng thái khó khăn nhất, nếu có thể thay đổi khía cạnh nhìn nhận, thay đổi ý niệm, suy nghĩ lạc quan, tích cực và nghĩ thoáng hơn một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mọi phiền não sẽ được giải quyết, tương lai phía trước sẽ rộng mở và sáng sủa hơn hiện tại rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy, tâm an còn đáng giá hơn bất kể vật chất tài phú gì nơi thế gian này. Người làm chủ được mình sẽ không bị phiền nhiễu bởi người khác. Trong cuộc sống thường ngày, không hiếm người dễ dàng vì một câu nói, một hành động của người khác mà phiền lòng, phẫn nộ mãi không thôi. Nhưng lại có những người dù bị người khác phỉ báng, thậm chí bị thiệt hại lợi ích mà vẫn điềm tĩnh, bình hòa. Sự khác nhau ấy đến từ khả năng khống chế, kiểm soát cảm xúc. Người có thể khống chế được cảm xúc của bản thân mới thực sự làm chủ nhân của chính mình. Khi bị người khác nói những lời lỗ mãng, chúng ta sẽ đối đãi như thế nào?
chúng ta sẽ tức giận, nổi trận nôi đình hay chọn cách nhẫn nhịn bỏ qua. Khi sự tình qua đi rồi, phải chăng trong lòng vẫn là không buông xuống được, càng nghĩ càng bực mình? Kỳ thực, khi gặp những tình huống loại này, đại đa số mọi người sẽ rất khó khống chế được cảm xúc của bản thân. Nhưng đối với một người có tu dưỡng mà nói, họ lại có thể đối mặt với mâu thuẫn bằng một tâm thái nhã nhặn, ôn hòa, điềm tĩnh và ung dung. Loại tâm thái ấy không phải là thể hiện của sự yếu đuối, sợ hãi mà là thể hiện của một cảnh giới cao thượng, vượt ra ngoài sự ràng buộc của danh lợi, được mất. Chuyện kể rằng, một vị hòa thượng trong lúc dân du đã đi qua một ngôi làng nọ. Một số người trong ngôi làng đó đã buông lời lỗ mãng rất khó nghe đối với ông. Vị hòa thượng đứng đó lẳng lặng nghe, nghe xong bèn nói: "Cảm ơn các vị đã đến tìm tôi, nhưng tôi phải gấp rút lên đường, những người ở làng khác còn đang chờ tôi. Đợi sau khi tôi trở về có nhiều thời gian hơn, nếu mọi người còn có điều muốn nói với tôi thì hãy đến tìm tôi." Thái độ điềm tĩnh này của vị hòa thượng bất giác khiến cho những người lỗ mãng kia kinh ngạc. Một người trong số họ đã hỏi rằng: "Phải chăng ông không nghe thấy những lời lúc nãy chúng tôi đã nói? Vì sao nghe những lời nói như vậy mà ông không có chút phản ứng nào cả?" Vị hòa thượng đáp: "Nếu các vị gặp tôi 10 năm trước và nói những lời lỗ mãng ấy thì sẽ thấy được phản ứng của tôi. Còn hiện tại, tôi đã không bị khống chế bởi cảm xúc của người khác. Tôi đã không còn làm nô lệ của tình cảm nữa mà đã làm chủ nhân thực sự của chính mình rồi." Chân chính nhường nhịn không phải là thể hiện của sự yếu nhược mà là thể hiện nội hàm thâm hậu và tấm lòng rộng lượng bao la, cũng là trí tuệ rời xa tai họa. Nhà Phật giảng từ bi, dạy con người phải biết khoan dung nhường nhịn. Kitô giáo giảng con người phải yêu thương cả kẻ thù của mình. Trong khi đó, Nho gia lại đề xướng lòng nhân từ, yêu thương mọi người, điều mình không muốn thì chớ làm người khác phải chịu. Cho nên, những người tu hành chân chính sẽ kế thừa tinh thần bác ái trong nền văn hóa truyền thống. Người có trí tuệ rộng lớn sẽ không vì những việc nhỏ nhặt mà đi tranh đấu, cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy phiền lòng. Chính vì thế, mối quan hệ của họ với người khác luôn hòa ái, cung kính. Xã hội hiện đại thuận theo sự xuống cấp của đạo đức, nền văn hóa truyền thống cũng không còn được coi trọng. Con người dưới sự ảnh hưởng của triết học đấu tranh đã lấy người phạm ta, ta tất phạm người làm tiêu chuẩn xử thế. Cũng vì tư tưởng ấy mà những người nguyện ý chịu thiệt, nhẫn nhịn bỏ qua khi bị người khác đối xử lỗ mãng thường bị cho là kẻ ngốc. Nhưng suy ngẫm cẩn thận một chút, chúng ta có thể thấy bất luận là ở hoàn cảnh gia đình hay nơi công tác, đủ loại mâu thuẫn luôn luôn tùy thời mà xuất hiện. Nếu chúng ta luôn mang tư tưởng phải tranh đấu, giành giật, phải chiến thắng đối phương thì sẽ sống rất mệt mỏi, sẽ càng khiến cho mâu thuẫn tăng thêm, mối quan hệ cũng ngày càng cách xa hơn. Một người sống trong hoàn cảnh như vậy, luôn mang trong mình tư tưởng phải tranh giành như vậy, thì sẽ không thể sống vui vẻ và hạnh phúc được. Trong một xã hội mà phần lớn mọi người đều tranh đấu lẫn nhau thì xã hội đó cũng không thể hài hòa được. Cho nên, bỏ đi tư tưởng tranh đấu, giành giật, học tập cách tu dưỡng tâm tính và cách hành xử của cổ nhân mới có thể khiến cho mối quan hệ giữa người và người thêm gần gũi, hài hòa và tốt đẹp. Từ xa xưa cổ nhân đã giảng: "Chịu thiệt là phúc, lùi một bước biển rộng trời cao." Đây hoàn toàn không phải là những lời sáo rỗng dùng để an ủi những người bị thất ý, cũng không phải là điều mà các ẩn sĩ ôm giữ trong lòng để được nhẹ nhõm bản thân. Đây là một cách đối nhân xử thế, một loại cảnh giới làm chủ chính mình, một loại trí tuệ vượt xa cảnh giới của người bình thường.
lùi một bước, không hề mất đi thứ gì, trái lại còn tích lũy thêm, làm phong phú thêm cho sinh mệnh bản thân, cũng là thể hiện của trí huệ cao thượng. Con người sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì toan tính quá nhiều. Con người ta một khi thấy trong tâm buồn phiền, mệt mỏi, không hạnh phúc, thông thường đều là vì còn đang lưỡng lự giữa khăng khăng ôm giữ và buông bỏ. Trong cuộc sống luôn có những thứ đáng để chúng ta ghi nhớ, nhưng cũng có một số điều chúng ta nhất định phải buông bỏ. Dũng cảm buông bỏ là một loại đại khí. Kiên trì hay buông bỏ đúng lúc là trí huệ của kiếp nhân sinh. Cổ nhân giảng rằng sống mệt mỏi hay hạnh phúc là do bản thân mình quyết định. Để tâm rộng mở, xem nhẹ, bớt truy cầu, trầm tĩnh, buông lỏng mình đúng lúc, chúng ta sẽ loại bỏ được áp lực đè nặng lên mình. Con người sở dĩ không vui vẻ là bởi vì họ toan tính quá nhiều. Có câu rằng, không phải chúng ta nắm giữ được quá ít mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực những thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết. Dục vọng và ham muốn của con người thì nhiều vô cùng, nhiều không kể hết. Ai cũng truy cầu cuộc sống cao, mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thấy thống khổ cả đời. Trên thế gian, không có thứ gì là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Nhưng ít ai biết được rằng, không hoàn mỹ mới khiến cho cuộc đời đẹp đẽ. Chỉ có không ngừng vượt qua những thất bại, con người mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời. Con người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ truy cầu quá nhiều. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo lòng mình, cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Kỳ thực, trên thế giới này còn rất nhiều người sống khổ hơn mình. Người trí tuệ hiểu rõ rằng, trong cuộc sống có những ước mơ là xa vời mãi mãi không thành hiện thực được. Có một số vấn đề vĩnh viễn không có câu trả lời. Có một số chuyện vĩnh viễn không có kết thúc. Có một số người xa lạ mãi mãi vẫn chẳng thể làm người thân. Thống khổ thực sự cũng không phải bởi người khác đem đến cho mình, mà chính là bởi sự tu dưỡng của bản thân mình chưa đủ, không có khả năng chấp nhận. Có những việc rất đơn giản nhưng bị con người làm phức tạp lên, rồi người ta lại cảm thấy khổ. Hãy học cách buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt với hết thảy, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Có như vậy chúng ta mới sống được thản nhiên và tự tại một cách đúng nghĩa. Con người sở dĩ phiền não là bởi vì trí nhớ quá tốt. Hết thảy những gì nên nhớ, không nên nhớ đều lưu lại trong trí nhớ của mình. Và chúng ta lại thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên đi và quên mất những gì nên nhớ. Có câu, người ngốc là người đáng yêu. Sở dĩ người ngốc đáng yêu là bởi vì họ quên mất những sự tình không vui, những lời chế giễu, cười nhạo của người đời dành cho họ, quên những ân oán trong cuộc đời, quên công danh lợi lộc trong trần gian, quên hết thảy thế giới này. Họ sống trong thế giới của mình mà vui cười, khoái hoạt với thế giới của họ. Nhưng có nhiều người thà rằng khiến mình không vui chứ không muốn làm người ngốc. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên đi điều cần quên, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì sẽ là lựa chọn tốt nhất. Con người sở dĩ không biết đủ là bởi vì ham muốn lớn. Người xưa thường nói, người biết đủ thường vui, nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít mà là mong muốn của con người quá nhiều nên mới thường xuyên thấy chưa đủ. Trời đất rộng lớn có đủ những thứ kỳ lạ,
có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người, chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng. Đứng trước những điều say mê hấp dẫn ấy, có bao nhiêu người bị cuốn đi, có bao nhiêu người không bị lạc đường. Biết đủ mới có thể kìm hãm được dục vọng của bản thân, đứng vững trên đường đời. Con người sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì không có lòng thỏa mãn. Mỗi người có một cảm giác và yêu cầu hạnh phúc khác nhau. Một người dễ dàng cảm thấy thỏa mãn thì dễ dàng tìm kiếm được hạnh phúc. Người xưa từng có câu, hạnh phúc giống như một tòa kim tự tháp, có rất nhiều tầng, càng lên cao thì hạnh phúc càng ít, đạt được hạnh phúc lại càng khó. Càng là ở tầng dưới thì càng dễ đạt được hạnh phúc. Kỳ thực, hạnh phúc là một loại mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn. Chỉ cần chúng ta dụng tâm phát hiện, dụng tâm cảm thụ, thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc không phải ở quá xa mà đang ở ngay bên cạnh mình. Chẳng qua những hạnh phúc ấy đã bị chúng ta xem nhẹ, lãng quên mà thôi. Con người sở dĩ mệt mỏi là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Cổ nhân thường nói, thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn mệt mỏi do bản thân mình và do liên lụy từ người khác gây ra. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người hiểu rõ nhất về bản thân vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vui vẻ cũng là sống qua một ngày, phiền muộn cũng là sống qua một ngày. Vậy vì sao không để bản thân sống từng ngày vui vẻ, hạnh phúc? Tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, 30 tuổi có thể lập thân, 40 tuổi không bị mê hoặc. Con người đến tuổi trung niên thì tư tưởng, sự nghiệp, mọi phương diện đều đã tương đối ổn định. Đến tuổi trung niên, con người càng cần có một thế giới quan kiên định của bản thân, không còn bàng hoàng, thảng thốt trước nhân tình thế thái. Đặc biệt là trong cuộc sống, con người có thể hiểu được rằng có những việc không chính đáng, chỉ để thỏa mãn chút đỉnh tự tư. Kỳ thực đôi khi ngẫm lại, đến cuối cùng cũng chỉ là hư không. Đồng thời, con người đến tuổi trung niên có những thứ không thể thiếu, nhất định phải nhớ kỹ. Chín điều không quá. Mặc không quá ấm. Quần áo mũ mão không nên quá ấm áp, cũng không được quá phong phanh, quá ấm dễ cảm mạo, quá lạnh lại dễ thương hàn. Ăn không quá no. Cơm ăn no 7-8 phần là đủ. Đồ ăn tinh thô kết hợp, thịt và chay xen lẫn. Trước khi ăn cơm nên uống canh, không hút thuốc, không uống rượu. Ở không quá rộng. Cần tùy cảnh mà an. Nhà cửa sạch sẽ, dễ chịu là được. Không cần tranh hoàng quá lộng lẫy, huy hoàng. Như vậy rất dễ nổi tâm tranh đoạt mà thoái quá, biến chất. Đi không quá nhanh. Nếu sức khỏe cho phép, hãy cố gắng đi bộ thay vì bắt xe. Nếu ra ngoài đều xe cộ đón rước, lâu ngày chân ắt sẽ mất đi sự linh hoạt, nhanh nhẹn. Làm không quá su cư ong độ lao động là có giới hạn, quá sức sẽ khiến cơ thể bị tổn thương, nên cần chú ý kết hợp nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài 8 tiếng làm việc hàng ngày ra, cần phải nghỉ ngơi hợp lý. Nhàn không quá nhát. Những ngày cuối đời thường nhàn rỗi, dễ mất đi hứng thú với cuộc sống, tâm ý nguội lạnh, biến nhát. Cho nên, dẫu nghỉ hưu ở nhà, cũng cần tham gia nhiều hoạt động như đi dạo,
nói chuyện phiếm, viết chữ, vẽ tranh, đánh cờ, xem kịch, đọc sách xem báo. Chăm chỉ động não, giữ được tâm trạng khoáng đạt mới có thể tăng tuổi thọ. Giận không quá đà. Dẫu trong tâm phiền não, cũng không được nổi cơn thịnh nộ, tức giận sẽ tổn hại cho gan. Cần học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, tu dưỡng thân tâm, lạc quan xử thế. Danh không quá cưỡng cầu. Danh lợi đều là vật ngoài thân, phi sinh không mang đến, phi tử chẳng mang theo. Danh lợi chỉ là mây khói chớp mắt sẽ qua đi mà thôi. Lợi không quá trọng tửu sắc tài khí ta chẳng ham, phong hoa tuyết nguyệt cũng chẳng màng. Vô dục vô cầu, không vướng mắc, tri túc thường lạc, thuận lẽ thường, các tường mọi lẽ. Chính điều không biết. Không biết trân quý, thì dẫu ngồi trên núi vàng cũng chẳng hạnh phúc. Mối quan hệ giữa người và người hoặc là sinh ly, hoặc là tử biệt. Không ai có thể cùng bạn đi hết chặng đường đời. Vậy nên hãy trân quý những người bên cạnh bạn, đừng để tới khi mất đi mới thấy nuối tiếc. Không biết khoan dung, dẫu lắm bạn, cuối cùng họ cũng rời xa. Nước quá trong thì không có cá, người quá khắt khe thì chẳng có bạn. Mỗi người đều có khuyết điểm của riêng mình, mỗi người cũng đều có những lúc phạm sai lầm. Khoan dung với người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Không biết cảm ơn, dẫu ưu tú cũng khó thành công. Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Những kẻ vô ơn dong ân phụ nghĩa, có thể đắc được cái lợi nhất thời, nhưng lại gây tổn hại tới thanh danh của bản thân. Tuy tính hễ mất, thì chẳng thể vực dậy. Không biết hành động, dẫu thông minh cũng khó dẹn ước mơ. Học cần đi đôi với hành, biết là biết, mà hành động là hành động. Hiểu biết trên giấy là điều nông cạn, bắt tay hành động mới là việc nên làm. Không biết hợp tác, dẫu nỗ lực cũng khó thành đại sự. Một hàng rào có 3 chiếc cọc, một hảo hán cần 3 người giúp. Hợp tác mới có thể thành đại sự. Không biết tích lũy, dẫu nhiều tiền cũng khó giàu sang. Nhà cao 9 tầng bắt đầu từ những viên gạch, hành trình ngàn dặm khởi đầu từ những bước chân. Đừng mong tưởng một đêm thành tỷ phú hay nổi danh trong một ngày. Những gì dễ được cũng thường dễ mất. Mọi thứ đều cần thực tại bền vững, tích lũy từng chút một. Không biết thỏa mãn, dẫu giàu sang cũng khó hạnh phúc. Tri túc bất nhục, biết dừng không nguy. Biết đủ mới không gặp tai dạ. Con người không phải là không hạnh phúc, chỉ là không biết đủ. Không biết dưỡng sinh, dẫu trị bệnh cũng khó trường thọ. Phòng bệnh hơn dưỡng bệnh. Hễ có bệnh thì dẫu chữa khỏi cơ thể cũng đã bị tổn thương. Cho nên trong cuộc sống thường nhật cần chú trọng tới sức khỏe, chú ý tới ăn uống, ngủ nghỉ, vận động, dưỡng thân rồi phải biết cả dưỡng tâm. Điều này quan trọng hơn hết thảy. Không biết sống thì dẫu sống lâu cũng vô vị. Có những người cả một đời gặp rất nhiều trắc trở, nhưng vẫn luôn nhiệt thành yêu cuộc sống là vì họ biết sống. Họ có quá nhiều niềm vui, vậy nên cuộc sống hiển hiện trước mắt họ quá đỗi kinh ngạc và đầy hứng khởi. Biết sống mới biết yêu cuộc sống. Chính điều không thể. Không thể lợi dụng lương thiện. Người có thiện niệm, trời ắt bảo hộ. Lợi dụng sự lương thiện của người khác là sự lừa gạt chẳng thể dung thứ. Không thể lừa gạt tình cảm. Trong tình cảm không có đúng sai, nhưng có thật giả. Dẫu kết cục thế nào, chỉ cần chân thành thì đều xứng đáng. Lừa gạt tình cảm,
không chỉ hại người mà còn hại mình. Không thể đùa bỡn sự chân thành. Bạn đùa bỡn người khác một lần, người khác sẽ không còn tín nhiệm bạn. Tấm chân tình đổi lại được tấm chân tình, bạn giả dối thì người đành phải quay đầu bước đi. Không thể thiếu tình bạn. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, nhiều bạn mới có thêm nhiều ngã rẽ. Không thể nói lời suông. Con người đến tuổi trung niên, tâm tình ngày càng trở nên hàm xúc. Đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, những suy tư ấy sẽ thể hiện trong hành động chứ không thể chỉ nằm trong lời nói. Không thể bội bạc. Không ai nhất định phải tha thứ cho ai. Bội bạc một lần, có thể sẽ có lần thứ hai, dẫu không tính toán nhưng cũng chẳng thể thứ tha. Không thể tuyệt vọng. Dẫu cuộc sống trước mắt gian nan thế nào, xin hãy hy vọng vào tương lai. Chỉ cần hướng về phía trước, ắt có đường cho chân ta bước. Thượng đế chỉ cứu những người còn hy vọng. Không thể lãng quên ơn huệ. Quạ cũng nhớ nghĩa mớm mồi, dê còn biết ơn mà quỳ bú sữa. Kẻ dông ơn bội nghĩa khi lâm cảnh hoạn nạn thì người khác cũng chẳng thể giang tay cứu vớt. Không thể tham. Trong Đạo Đức Kinh nói rằng, quạ mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cố tri túc chi túc thường túc hỷ. Ý là quạ hại không gì lớn hơn việc không biết đủ, tội lỗi không gì lớn hơn tham dục đắc được, cho nên biết đủ thường sẽ đủ. Người đến tuổi trung niên lẽ đời đã phần nào thông tỏ, cũng đã có thể trầm tĩnh đối đãi trước thế sự vô thường. 27 điều không trong cuộc sống sẽ khiến bạn thêm phần hạnh phúc và tự tại. Thi nhân La Ẩn thời nhà Đường từng viết: đắc tức cao ca thất tức hưu, được thì hát gian, mất lại thôi. Nhân sinh có lúc thất ý, cũng có khi đắc ý. Khi đắc ý, người ta thường kết giao nhiều bạn, tham gia vào những cuộc ăn uống vui chơi. Cũng bởi vì đắc ý, họ dễ vui mừng quá đỗi, hưởng lạc xa hoa, linh đình vô độ, nào có nghĩ ngợi gì đến thân tâm. Khi đã mang bệnh, có muốn giữ gìn cũng đã muộn. Khi đã làm ra điều sai trái, có muốn hối hận cũng không xong. Bây giờ dẫu có vật chất thì người ta cũng không có năng lực đi hưởng thụ. Quả là nỗi bi ai của đời người. Nhân sinh hiếm khi không có điều thất ý, khiến cho địa vị, danh dự và tài sản bị hư hao. Khi ấy, rất nhiều người hiện đại sẽ suy sụp mà rớt xuống một cách thảm trọng. Kỳ thực sống trên đời cần giống như người xưa, bảo trì sự cân bằng và khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần. Bởi vì lưu đắc thanh sơn tại, bất phà một sài thiêu, để cho rừng xanh còn, sợ gì không có củi đốt. Cổ nhân sống tự do tự tại, thuận theo tự nhiên, ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách, nên thân khỏe mạnh tâm an hòa. Tục ngữ nói, người không có bệnh thì toàn thân nhẹ nhàng. Người ta trải qua một lần bị bệnh nặng, thập tử nhất sinh, thì sẽ hiểu sâu sắc được sự trân quý của thân không bệnh. Người hiện đại ở vào tuổi tráng niên, thanh xuân tươi trẻ, thì đều hăng hái, xông xáo, mặc sức tiêu hao sinh lực. Điều được cho là hạnh phúc nhất chính là có một tình yêu đẹp, một sự nghiệp thành công, có nhà cao cửa rộng. Nhưng một khi bước vào tuổi trung niên, lão niên, thân thể bắt đầu đi xuống, người ta mới hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn sinh lực, mới bắt đầu tìm hiểu về dưỡng sinh. Xưa nay, nhiều người vì áp lực học tập, công việc, gia đình mà khiến cho thân thể bị suy yếu mệt mỏi. Để cải thiện tình trạng này, họ thường sử dụng thuốc, thức ăn bổ dưỡng. Việc này tương đối phổ biến. Nhưng trên thực tế,
Nếu một người chỉ muốn dựa vào thức ăn bổ dưỡng để hy vọng được khỏe mạnh trường thọ thì chưa đủ. Bởi vì chất bổ dưỡng trong đồ ăn chỉ đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng của thân thể xác thịt mà thôi. Đông y cổ đại dẫn giảng rằng nội tâm lương thiện khiến con người bình thản, ôn hòa, từ đó khí huyết thông suốt, khỏe mạnh. Một người chỉ cần có tâm chính thì khí tất sẽ chính, khi đã có khí chính thì hình thể tất cũng sẽ chính. Trên thực tế có rất nhiều loại bệnh nan y này là do nội tâm của con người gây ra. Chẳng hạn y học hiện đại cũng thừa nhận rằng khi chịu áp lực lớn hay lo lắng thì người ta thường hay bị đau dạ dày. Đông y cổ đại có một bộ lý luận rất hoàn chỉnh về vấn đề này, giảng rằng luân lý đạo đức, ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính là có ảnh hưởng rất lớn đến thân thể người. Cụ thể ngũ thường ảnh hưởng đến ngũ tạng như sau: nhân đối ứng với gan, lễ đối ứng với tim, nghĩa đối ứng với phổi, trí đối ứng với thận, tính đối ứng với tỳ. Vậy nên trong sách Xuân Thu Bàn Lộ, Đổng Trọng Thư viết: nguyên nhân khiến người nhân ái từ tâm được trường thọ là vì họ bên ngoài không tham mà bên trong thanh tịnh, tâm bình khí hòa mà không mất đi sự công bằng chính trực, đạt được điều tốt đẹp của thiên địa, lấy đó dưỡng thân tâm, chính là vừa có được trường thọ vừa chế ước được ngôn hành của bản thân. Cao Tăng Vô Môn Tuệ khai thời nhà Đường bàn rằng: mùa xuân có trăm hoa nở, mùa thu có ánh trăng, mùa hạ có gió mát, mùa đông có tuyết rơi. Nếu trong tâm không có lo phiền thì đó là tiết trời đẹp nhất. Bất kể thế gian biến hóa như thế nào, chỉ cần nội tâm chúng ta không bị ngoại cảnh chi phối dẫn động, luôn bảo trì được tâm tình lạc quan yên vui thì hết thảy dinh nhục, thì phi, được mất sẽ không quấy nhiễu được chúng ta. Khi ấy, thế giới trong tâm chúng ta sẽ rộng lớn vô hạn. Trong tâm không lo phiền thì tất thân thể sẽ an định. Tâm vô sự là không để tinh thần bị khống chế, bị ràng buộc bởi thị phi của cuộc đời. Dẫu là lúc bận rộn hay nhàn nhã thì vẫn có thể bảo trì được sự bình thản, tự do. Người ta chỉ có không bị thăng trầm quấy nhiễu, không bị tình sắc cám dỗ, không bị vật chất mê hoặc thì mới có thể thưởng thức được hương vị chân chính của cuộc sống, hương vị chân chính của sinh mệnh. Ngày nay, rất nhiều người đem toàn bộ cuộc sống đánh đồng với sự giành giật và tranh đấu, căng thẳng và lo âu. Bởi vì bận và dội, rất nhiều người đã không còn biết đến cảm giác thong dong, điềm tĩnh. Thật ra khi thực sự cảm thấy mệt mỏi, hãy bớt chút thời gian rời xa nơi ồn ả, thưởng trà, đọc sách, tản bộ để lấy lại sự cân bằng trong tâm. Ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu một người sống mà trong tâm không lo phiền thì hết thảy những thứ họ có được đều sẽ mang đến cho họ sự sung sướng, vui vẻ. Người như vậy cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp nơi thế gian. Phật gia giảng rằng người tu luyện không vì chuyện quá khứ mà đau buồn, không cầu những chuyện chưa tới của tương lai, luôn thấy đầy đủ, thỏa mãn, bởi vậy mà luôn lộ ra vẻ an hòa, tĩnh tại. Cũng như vậy, Nho gia đề xướng không lo không sợ, thản nhiên với được và mất. Đạo gia thì hướng đến sự tiêu diêu tự tại, thuần tịnh và giản đơn. Nguyên lý của việc tu tâm dưỡng tính bởi vậy có thể coi như quy về một mối.